Rồi, Hiện Tiên xin chào cô chú anh chị đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Bữa nay là anh em là hay tin một cái tin chấn động của chú anh chị ơi. Ơi, gì vậy? Ai đây? Không lẽ lên rồi? Bình bông đó kìa. Chết rồi, cái bình bông này là sao? Không phải lên đâu, không chưa. Hai chung đèn này lạ lắm, không biết ai. Ông nội ơi. Bình thường đâu có hai chung đèn. Rồi vậy là lên rồi. Rồi. Chưa sớm vậy mà vẫn còn. Chưa. Hoa nữa nè. Này không phải của ông đâu. Bên thà thành lên đâu có mua hoa này. Là ai mà biết được. Hoa ly không à? Nhớ không? Hoa ly hoặc là hoa cúc bự này nè. Ừ, cũng có khả năng. Cái này của khán giả thôi, khán giả là tối giờ thôi. Khán giả phải không? Cái cày đốt cũng nhiều lắm rồi nè, thấy không? Nghe cái thông tin nè, bữa nay là có một cái đoàn khách rất là đặc biệt nha cô chú anh chị. Đúng rồi, mình cây cày nên là anh em bây giờ là đi rất là sớm. Đó, Tiên cũng đã có mặt ở đây và hiện tại là chỉ có mới có 4 anh chị em, tức là anh Nấu Vàng, chị Bích và hai vợ chồng của Hiện Tiên. Cái khoảng cách này có xa. Bây giờ anh đốt đi, bây giờ anh đốt đi khoảng để coi bao nhiêu. Không biết sao không? Lâu lắm. Cây đèn này nó lâu lắm chứ nó không có mau hết đâu. Mình mua là mình xài lâu lắm nhưng chưa hết luôn, thấy không? Với lại mình nghĩ đi. Ông cô mình mua mà lâu lắm rồi vẫn chưa hết, anh thấy không? Kim hô là không bao giờ mua bông này, hoặc là bên cô Sáu cũng không mua bông này. Hoa ly đúng không? Ừ, hoa ly hoặc là cúc bự vậy nè. Thôi bây giờ mình dọn dẹp trước đi. Ha. Bây giờ mình dọn dẹp đi. Sáng nay không ai trong mộ luôn cô chú chị ơi. Chứ có ai cho vô đâu, mới mở cửa con nhảy ra em ơi, đừng lúm nè. Hả? Không, cái này là giấy của mình. Tới 8 giờ về là để bên YouTube nó lên là không có đụng chạm với bên YouTube. Là anh em là đi mới cái 5 giờ là có mặt. Ý là người ta đi để né mình đúng không? Né, đúng rồi. Thì bây giờ là bây giờ ta để coi mấy anh em coi 6:40. Mới hơn 5:40 à. 5:40. Bây giờ là 5 5:40, 41 rồi cô chú anh chị ơi. Nhìn không có thấy được, xa cháu quá. Đó thì bây giờ là mấy anh em là đến rất là sớm. Tiên cũng sắp xếp luôn á, là bỏ con. Con bữa nay dậy sớm luôn, lần đằng chạy kia. Gói ngoại luôn. Tại vì tối qua là nghe vậy mình cũng nói phải đi sớm cô chú anh chị ơi. Đó, dù quần chưa bật lên luôn ha. Hiện tại là mới có 4 anh chị em. Là ổng không có nói cái vụ mà lên mộ, tức là mình chỉ nghe phong thanh thôi, nhưng mà chưa nghe chính miệng nói. Nhưng mà hồi tối là chính miệng ông nói. Là không biết sao nữa. Bởi vậy. Nhưng mà khả năng này là không phải của bên ổng lên đâu. Thôi bây giờ bật dùng đồ lên đi, mình lau đồ hết trước đây, cúng rồi cho chú. Em mà là em không có tin nào, tại vì là nào giờ là ông đi một là tối thui, hai là ông đi sáng sớm chứ ít bao giờ mà ông đi mà sáng mờ mờ lắm. Không, nếu mà người nhà lên cho nếu mà họ đi cho vô cũng phải cho vô lúc khoảng 5 giờ chứ mới cho vô chứ không ai cho vô 3-4 giờ sáng. Chờ sao ta? Vô 3-4 giờ sáng làm gì cho vô người nhà. Ủa hồi đó không vậy? Anh chưa thấy đâu. Hồi đó em đi vô tối hết một lần là Kim Nga quay đầu xe luôn đi về đó. Tay cúng xong á. Là mới 4 mấy 5 giờ hả? Là người ta đã quay đầu xe rồi. Trước 5 giờ luôn. Tức là người ta lên trước ai biết giờ nào, nhưng mà mình thấy mình lên tao mới về. Giờ lâu không? Phụ chị Bích đi lau mộ lau bàn thờ đâu đi. Đó, anh em ngửi tay. Nên em lật đặt chạy xuống đây, biết là chị Hồng Loan biết có biết tin này chưa. Không biết nữa, chút nữa thì bên kia sẽ lên đông đủ, nghe nói là lên đất rất là đông nha. À, lên đất đông thì đây cũng đón tiếp rất là đông. Mình cũng phải đón tiếp chu đáo. Ơi, nói nghe nè, bữa nay mình đi sớm từ từ lau mộ, giờ mình tập trung mình lau đèn đầu kia cho chú trên đây trước đi. Cho nó ấm, ừ nè. Đèn đâu nè, châm nè. Hai ba người vô là nó bắt đầu rối rồi, nó không rỡ này đâu. Thì cái đèn này mình đinh xuống thôi chứ có gì đâu rối. Đinh xuống châm. Ai làm đi. Trời ơi. Hai phụ nữ làm được rồi. Cho hai đàn ông mãnh liệt nhưng mà không làm. Hai ông mãnh liệt thì hai ông đinh cho một bia quên là một bia. Cái gì? Ông nội ơi. Bắt ngon thiệt chứ. Bỏ lao đi. Khăn khô không chịu lấy. Hai đàn ông mà lau mộ là
về đây để nó thích cái gì để làm nó đi. Nói là hôm nay là ông sạc binh với là cái hàng biển đất long á, là nó sẽ lên trên mộ vào lúc là 5 giờ sáng. Thì khi mình nhận được thông tin thì là mình biết là bắt đầu gửi cho tất cả những anh em khác để biết cái thông tin để biết sớm. Đi đi sớm lắm á, đi kẹt xe. Sáng nay là có mặt sớm tại mộ. Bị kẹt xe hả chị? Bị kẹt xe lâu lắm. Cái mọi lần giờ này là chị làm xong rồi đó. Đức Long rồi ha, phía bên kia rồi ha, nghe rồi ha. Vậy chịu thẳng tên luôn hả? Nghe mà thẳng tên gì? Đức Long. Nó đớt Long chứ bộ. Đớt hả? Còn nó bị đớt hay gì? Sinh ra là bờ biển mà bị đớt. Tội nhiều. Thiệt là tội nhiều. Đớt lòng mà. Hôm nay nó có đớt lòng nè. Mấy anh em mình mà vô đây sớm mà thấy vậy mà xác nó về nó đang lên lên. To nó vô đây mình cười không. Cái gì nữa? Cái gì nữa nó đăng hình. Tối nay lên mộ ha, cho với bên kia một khen bị lừa nha. Tao lên thằng tối cái đi về nhà tao live stream đó, sáng tao lên ha, có đợt sáng nó vô sớm. Nó không có biết mình được sớm. Nó đâu nó làm mấy chuyện tào lao đó. Chung làm gì ta cười chứ. Nó càng né tránh thì nó càng nó dốc láo gì vậy hả? Nó dốc lái thì nó chẳng qua là nó âm mưu nó hủ đoạn gì nó mới đi vậy. Sao cái đèn để bốc khói như vậy? Nó cháy á. Dùng nước á. Dạ đi vô nước bác bà con ơi. Bữa nay hình như tối nay đỡ mưa rồi đó anh, thấy không? Đỡ mưa hơn qua qua mưa cũng gì mà nguyên đêm luôn. Này là tới là mưa. Khi đó qua về tao cũng nguyên đêm mà chú cuộc tối này cũng đâu mưa nhiều. Cũng đỡ lại chút xíu rồi. Cho nên mấy anh em mà quay ở trong mà bữa nay. Bữa nay anh em mà tập trung ở mộ nha. Đám tàn đám lớn gì. Miễn đi. Miễn đi phải không? Bữa nay là bảo vệ chú nha. Bảo vệ. Bữa nay em có đem thuốc treo ngoài xe. Qua tối là có cái gã bí ẩn tới ha. Mình không biết ai. Để giao lại cho anh chị em ở đây. Chị có hỏi là chị Tư. Hôm qua thứ mấy? Tư. Hôm qua thứ Tư cũng có thể là chị Tư ha. Không, nhưng mà chị Tư không bao giờ mà để rác đây đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Không, không bao giờ. Chị Tư không để rác lại. Ừ. Cho em mượn cái hộp quẹt á. Không biết cái vị trí đi, bỏ thằng khác ừ. Mới để nhìn giác là mình có thể đoán được. Chị Tư là chỉ ngăn nắp lắm. Cái gì nữa ta? Nhiên 24 giờ. Chị 24 giờ là trong cái hũ này hả chị? Ê không phải, bậy. Cái này nè, cái đó hũ đó để đèn sáp. Mình không biết sao mấy anh em mình vô đây toàn 7 giờ không hả? 7 giờ, 8 giờ. Cái ông nhạc bên tầm coi, mấy anh em biết cái lịch giờ giấc của nó. Cái ông lên ông nói, nhà lên 5 giờ. Nó chị để đâu vậy? 7 giờ. Khoảng tiếng hồ đâu về, tại vì cái youtuber lên. Tính ra mày ông ngu nhất đó, chứ ông tưởng ông không gì luôn á. Đi nói trước chi hả? Đi lên lên đây chim đi nói vậy. Nếu mà ông nói vậy ông đi đứng về là ông ngu nhất. Không, chắc không phải nước cờ đó đâu. Ông nói vậy mà ông lên thì tối lúc đó mình phải cười không? Không có đâu, đường nào mà tóc. Thôi thấy bông này cũng hầm hình lắm đó. Lúc này không có tiền mua bông đó là sao? Không tiền, mà kêu Nga nó mua chứ ổng có mua. Nga hô mua, rồi cá mua. Lên đâm mà cho mua bông kìa. Ít nhất cũng phải có gì cái cây. Thôi anh không biết rồi, mấy lần trước cũng vậy đó anh ơi. Thôi anh không biết rồi.
Qua chị về thấy ổn không? Dạ, hai cái đống còn lấy chơi vậy cho kỳ. Ổn phải không? Đúng không ta? Qua... Vô là hết nhang rồi đúng không? Hả? Hết nhang rồi. Hết nhang 24 giờ hả? Không, nhang nhang trên lưu hương á. Hết. Vậy là sáng nay chưa có ai vô đâu, chỉ có thể là buổi tối rồi. Theo 35 năm trên thị trường chơi thôi. Đốt nhang. Soạn cung cho chú. Ít gì gì lên bộ cuối năm anh cũng phải mua bó bông đàng hoàng chứ ai mua bó bông vậy. Làm live show triệu 8 vé. Chứ bó hoa đó cũng 35 ngàn. Không tới 25 ngàn. Đúng không hết, live show triệu 8 mà cũng bó hoa vậy là được. Chị 8 giảm xuống ông ơi. Giảm nữa hả? Giảm xuống còn có đẹo à. Trời ơi, giảm nữa là chết rồi. Trời, bối khó khăn ông nội ơi. Nay kiểu mưa gió quá. Mưa gió quá giảm nữa. Rồi mai lên chị giảm xuống nữa. Cái ba không được, cái đầu dẹp luôn. Dẹp luôn xong. Hai trăm bà lỗ. Rồi ơi, bán không được cây rồi thôi, để đi thực hiện thôi. Giờ show lại. Phòng trà đó mà bán giá 200 mà vô lỗ chắc. Hôm qua giấc chiều, nó nói với chị á, à, ngày mai mà chị đi sớm không thấy em, đó là chị biết em bệnh rồi. Ai vậy? Ngọc nói vậy. Sao hôm qua chị về ổn không? Chị về ổn. Hai thăm giờ anh Tiên. Hả? Thăm chưa? Hai đáp rồi ạ. 12 cây đúng không? 4 người. Chị đi bích dọn, dọn 2 cây kỳ quá các bạn. Thôi kệ nó, bỏ vô lại đi. Tại nãy mình mất làm á. Thôi cái đèn lồng nó còn cháy hả? Hả? Cái đèn lồng gì, cái đèn chút chết tí xíu rồi trời. Ừ, còn cháy. Đèn gì sao vậy? Vậy chứ ban đêm á, ban ngày thì vậy chứ ban đêm thì nó sẽ sáng hơn. Ừ. Tại coi, đèn coi chú thỏ với mặt trăng đó. Chị Hiếu thằng Nga thôi. Nghe đỏ món chú. Trời ơi, cây lại cao lắm mà nhớ, cao mấy thứ vợ còn tụt chứ. Móc nó lên. Điện thoại nặng quá. Nói điện thoại nặng mở cây vô. Bác mà thấy xe 16 chỗ tới là bánh em mình đứt hết. Đứt hết. Để vô mình hả? Tiến công. Khả năng đi xe 16 chỗ cái lần trước mới đi mấy lần sáu chỗ đã cứu rồi, còn khả năng gì nữa. Giờ anh em hấp hương cô chú anh chị ơi. Mà đi buổi sáng thường không có kẹt xe. Bữa nay 10 giờ. Đã luôn. Mà dư nè. 17, 17. 17. Hôm nay đi ăn tiệc không phải. Thục chứ. Cho tất cả bà con cô bác ở trên kênh YouTube của mình làm hết những chết như đồng đời bình dương luôn được giờ giờ sức khỏe như nào bình an phúc khỏe tốt lắm năm giờ rồi. Đến viếng mộ trong đêm á thì vẫn chưa xác định được là ai. Hồi nãy thì các anh em chỉ mới là thấy có chính là hai cái đèn cây, một cái bó hoa cúc đốt cuốc cho chú. Ê, mà cũng có khả năng anh Phương, tức là cái hoa cúc này là mang vào là sáng nay. Tại vì sao? Nếu mà anh mang vào buổi tối á
là mấy con nai nó sẽ tới nè. Kè sáng hôm qua kè cũng nói mưa, nay không có đúng không? Nó, đâu có mà. Nó quật luôn cái hũ nhang của thầy Minh Thiện ở chảnh. Nét bét cái nắp luôn kìa. Đó, anh em cũng ý y là không có hôn tới, mưa quá trời mưa mà. Mình đi qua đám ma là ngoài kia không được luôn. Đốt hết luôn đúng không? Vô buổi sáng thì vô như là nhang thôi còn rồi. Không không không. Em nói anh á, ví dụ như tôi vô 1 2 giờ thì khuya. Ừ, thời tôi đâu ai đi đường thôi. Bữa nay mà anh thấy mà sạc pin không có lên mà không lên đúng không? Mà có clip lên tối nay là chắc chắn là ổng lên chứ không ai lên. Đúng không? Bây giờ mình cứ đợi đi, bây giờ mình đợi là khoảng 7 8 giờ. Clip của tối online là ổng nói và đánh lệch hướng. Ừ đó, đúng không? Nhưng mà chơi về chơi xấu nha chú. Chú mà chú chơi vậy chú là chú hèn lắm. Đầu hai thứ tóc mà găng nó rụng rồi. Lừa xong nó bơ. Làm gì xấu sao mà đánh lừa người ta. Đúng rồi. Mình á, ví dụ như là mình nắm cái điện thoại hết trơn à. Nào. Trời ơi, đủ đâu. Người đàng hoàng á là mình cứ đi lên đây ban ngày ban mặt chứ không có đi ban đêm. Ở mộ mã là mình không có đi ban đêm. Đâu người ta gọi là đi đêm có ngày gặp ma. Ừ. Nói chứ gì. Qua đi quay ban ngày mà. Đi ban ngày cũng gặp mà. Chị Minh lên bờ xuống ruộng luôn nha, bé xin chung nước giữa của chú uống. Chắc nấu trên like đồ lên không cho tiền YouTube. Ủa bây giờ là tiền lau mộ của chị Bích. Nói mộng biết nhục. Có ai lấy không? Dễ dàng từ thiện. Không biết ông làm từ thiện, không biết ai dám nhận cái phần quà đâu. Thiệt luôn nha, một câu nữa. Mà ổng có tiền đâu mà ổng cho, ổng nói cho đỡ, cho ai lấy. Cái chỗ tôi cần đồng tiền của ổng. Nó không biết dùng đúng không? Đồng tiền không mà nghe nói là cái vé máy bay mà ổng về đây là có người ta đầu tư tài trợ cho mà. Việt Kiều Mỹ. Rồi, không có tiền giờ mà phải có người tài trợ gì hả? Hôm bữa nó đi làm, y như mấy nhân viên mà đi làm bên tỉnh đó. Vậy là ông tính không có định về Việt Nam mà có người tài trợ cho vé. Có tiền đâu về. Kêu thôi anh về đi em cho vé về nên mới về. Vậy đó mua xin cái hộp ra mà hiểu đấy là có tiền nó mua vé về mà đặt định không định. Đặt cho tiền. Hai cô gái đẹp lâu tới mà chị đợi cái chị gái bên nhân viên của Hoa Duyên mở cửa là mấy em chạy heo dọn luôn á. Chứ nhân ở Hoa Duyên là sáng nay còn đóng cửa. Tới là còn đóng cửa hả? Dạ. Yeah. Tới đóng cửa thì mở cửa thì vô á. Tới đây còn đóng cửa nhưng mà em đợi bên Hoa Duyên tầm mở cửa. Tới là chị là chị đẩy ra chị vô. Tới là em biết nhưng mà điều thôi mình đẩy từ từ. Chứ em biết đẩy ra là được mà. Bữa đó có một lần chị cũng đợi hoài, chị đợi tới chưa? Cái bà đó bà nói vậy nè, tới cứ đẩy cửa ra đi. Bảo vệ nó mở sớm rồi nhưng mà em hiện tiền là tới sớm quá chứ. Ừ, biết mà. Phải đợi thôi tại vì nhân viên người ta mở nên là cho chắc mình mở cái vô dò lỡ có mắc cái này mắc cái kia rồi sao. Tới hồi mình. Bây giờ này chúng mình tắt cái clip này đó. Theo dõi. Thì bây giờ mình theo dõi tới khoảng 7 hoặc là 8 giờ đi. 7 giờ. Rồi nếu mà thấy 8 giờ không lên đi rồi mình đang. Ở trời cái này nó vậy hết. Nó đang vô nước vậy. Nó vô nước nó đang nó thôi. Sao bốc khói vậy à? Màn đét ơi, sao sáng sớm mà cây đèn của chú bốc khói luôn rồi, cô chú anh chạy ơi. Bốc khói nè. Bốc khói nãy giờ luôn chứ phải. Khói từ sớm giờ rồi. Đó, bốc khói luôn nè. Cái tim sao cay khói. Rồi, có điểm rồi. Cái kỳ đó, anh lấy quẹt đốt anh. Không có quẹt. Trời ơi, bốc khói luôn rồi. Bốc khói vèo vèo lên. Chắc chú cũng kêu đốt đi. Rồi đến đây thì mình Lâm Thành Dương cũng xin phép ghép lại video này. Cảm ơn đó, tất cả sáng mời thuốc rồi cho chú rồi mời chú dùng buổi sáng rồi chứ anh chị ha. Và hiện tiên cũng sẽ khép lại cái video này. Thì có gì thì tiên sẽ tiếp tục cập nhật cho cô chú anh chị theo dõi. Thì
Chúc cô chú anh chị có buổi sáng thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình của mình. Và những cái clip cô chú anh chị nhớ đón theo dõi của Hiền Tiên nha.